Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở phần 6 trên 6 của bài 20 cũng là phần cuối của bài này Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái cách viết của các cái chữ Hán ở trong bản từ mới của bài Để xem chúng ta đã viết chính xác chưa, có đúng theo cái thứ tự nét chưa Và để chúng ta kết thúc bài và sang bài 21 Xin cảm ơn mọi người Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi Và đến đây mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 20. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. À, xin chào và hẹn gặp lại.